Hello, lại là anh Thịnh Bến Tre đây, gửi lời chào đến bà con mình nha, lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống anh em nha. Trước mắt anh em mình là 4 xe. Đấy, ở đây cũng nhiều xe đây mới về. Sáng nay em về được 6 bảy xe nữa, em sẽ cập nhật giá cho anh em mình xem nha. Đấy. Chất xe đẹp, miên man luôn chị ơi. Đây là Mazda 3 đời 2009. Bên em có màu bạc và có màu trắng, anh em qua lấy thử chạy thử nha. Đều là bản full cửa sổ trời. Số tự động chạy cực kỳ êm luôn chị nha. Dòng Mazda này chạy all-road luôn, khổ phải chê. Form dáng quá đẹp, quá đẳng cấp, quá sang trọng luôn. Đó, Mazda 3 này để cho anh em mình đời 2009 nè, xe máy số gầm ngon chạy xuống nè, không lỗi nè, để anh em mình nè. 235 triệu. CT này bữa giờ anh em biết rồi đó, 285 ha. Audi hiện đang xả là 49 nè, xe em đang đi. Anh em nào mua thì mua thì thôi cũng được bình thường ha. Xe này hiện đang đi bán lỗ rồi cho nên cũng không quan trọng lắm. Đó, Audi A3 2014. Riêng nguyên con luôn anh chị nha, chạy 90.000 ha. Đó, xe này thì đang để anh em mình 49 nha. Còn trái đây thì có Camry. Camry phân khúc hạng D, form dáng dài đẹp. O dáng ha anh chị ha. Số sàn 205 anh chị nha. 205 số sàn bản đủ túi khí ABS. Đấy, xe này thì đang để cho anh em mình với tầm tiền cũng cực kỳ rẻ luôn. 210 triệu. Đèn bông rồi anh chị ha. Đèn bông rồi. Form dáng đẹp, chạy ngon, chạy sướng rồi anh chị. Chỉ có 210 triệu thôi. Đó, bao xài nha. Rồi kế đây thì về được thêm món niên nè, E10 con cốc E10 hatchback nè. Rồi về thêm được gì nữa ta? Awel nè. Anh em đợi tí nha. Đây, đây, món niên gia đình, xe không lỗi luôn, đời cao xe đẹp luôn chị nha. 2016 xe gia đình, không taxi, không dịch vụ luôn, nguyên zin luôn. Xe này đang để cho anh em mình với tầm tiền 192 triệu, nguyên zin gia đình. Đó, 192 trăm. Đó, 192 triệu anh em ha. Đời 2016, gia đình không lỗi anh chị nha. Rồi để kế đây thì có thêm một con xe Y10. Y10 sedan mới vừa về. 2018 mẫu mới, nguyên zin gia đình màu trắng, không taxi, không dịch vụ luôn. Đó, để anh em mình là 255 triệu. Đó, 255 triệu anh em mình có con xe Y10 2018 mẫu mới rồi ha. 255 triệu xe form dáng rất là đẹp luôn. Rồi kế đây có thêm một Awel 132 triệu 2011-12 gì đó anh em ha. Đó, 132 triệu 2011-12 gì đó Awel, Chevrolet Awel. Đó, rất là nhiều xe về chợ anh em mình. Anh em qua lựa chọn lái thử, chạy thử thoải mái, lái thử vô tư, nơi giao lưu và trao đổi với bà con, có xem là có bớt và có chạy thử cũng có bớt luôn, có cho nợ, có bán thiếu, đổi xe máy, đổi ô tô, rất là nhiều dòng xe đợi anh em mình. Anh em qua lựa chọn lái thử vô tư ha. Đó, đây có E10 mới về chưa kịp quay, có khách đang thử nè, không biết sao đây. Đó, nhiều xe lắm anh em, anh em qua lựa chọn lái thử tự nhiên. Đó, rất là nhiều xe ha. Đó, trưa nay tí xíu gửi số mẫu xe rồi lên sắm chi tiết số mẫu cho anh em mình xem luôn. Đó, rất là nhiều dòng xe, anh em qua lựa đại đi, đừng ngại ngùng ha. Đây có E10 này nữa nè, E10 con cốc 2017 nữa nè anh chị, form mới nữa nè, ga lăng mới nữa nè, mẫu mới là 27 là mẫu mới anh em ha. Em này gia đình nguyên zin luôn, hai chìa khóa luôn. Xe này đang để cho anh em mình 220 nữa nè, 220 cành nữa nè. Atage này đang tiến hành bàn giao cho chú dễ thương lắm nha. Nhiều xe lắm, anh em qua lựa thoải mái lấy thử vô tư nha. Rồi, cảm ơn, chúc em mình buổi sáng vui vẻ nha.